Vâng, xin chào các bạn, tôi là Johnny Thông đây. Quay trở lại ngày hôm nay, đó là một cái video hướng dẫn rất là quan trọng với những ai muốn đầu tư trong lĩnh vực cryptocurrency. Đó là anh chị làm thế nào để tham gia vào một cái livestream hay là một cái webinar được tổ chức ở trên online như Facebook Live, YouTube Live hoặc là GetResponse. Ngày hôm nay tôi hướng dẫn các anh chị là tổ chức làm sao để đăng ký và vào một cái webinar của GetResponse. Đầu tiên anh chị vào website có tên là kèothơmico.com. Đây là cái website chuyên cập nhật về ICO và lending. Đầu tiên chúng ta vào cái group chat. Chúng ta vào group chat Telegram này. Hiện nay thì gần 1.000 người rồi. Anh chị nhớ bấm vào đây để cập nhật những thông tin về ICO, về lending hot nhất hiện nay và cộng đồng phát triển rất là mạnh. Đó, đầu tiên thì anh chị vào Telegram này nhé. Cái thứ hai, chúng ta vào blog. Thì ở đây tôi có hướng dẫn các anh chị là livestream. Cái buổi livestream tối hôm nay được hỏi đáp về đầu tư Bitcoin, Rigocoin, Hedra, Homelockcoin hay là Unicoin. Thì tất cả những thông tin tôi cập nhật ở đây rồi. Thế thì bây giờ làm thế nào để đăng ký tham dự cái chương trình livestream buổi tối ngày hôm nay? Chúng ta bấm vào cái đường link này. Được không? Chúng ta bấm vào đường link này. Đó. Nhiệm vụ của chúng ta đó là chúng ta phải đăng ký một cái gì đây, sau khi đường link nó hiện ra thì đây là buổi webinar hỏi đáp và training từ A đến Z nâng cao về các loại coin. Chúng ta đăng ký your name là tên của anh chị, your address là địa chỉ email, email address là email của anh chị đó. Ok, chúng ta đăng ký vào nhé. Sau khi đăng ký điền xong, chúng ta bấm vào register now. Đó. Ok, sau khi bước 2 đăng ký xong thì nó báo các anh chị là đăng ký đã xong rồi và thank you for registering, tức là đã đăng ký xong, check email để mà lấy cái đường link access vào webinar. Rồi bây giờ tôi sẽ phải vào cái hệ thống mail của tôi. Ok, tôi sẽ vào cái hệ thống email của tôi ha. À, rồi. Ok. Sau đó thì tôi có một cái email là xác nhận đăng ký webinar hỏi đáp và training này. Ok, đây, xin chào, hỏi đáp này, 30 tháng 11 vào lúc 20:30 giờ châu Á tại Hồ Chí Minh này. Và bây giờ á, cái nút, bấm vào nút ở trên, nút ở dưới đều được. Bây giờ chúng ta bấm vào cái nút ở trên ha. Ok, chúng ta đang vào cái nút tham gia GetResponse. GetResponse này thì nó đang kết nối với cái máy chủ thông qua cái cổng về server cloud. Đó. Ok. Anh chị bây giờ thấy không? Chúng ta đang nghe bài nhạc. Trong thời gian chờ đợi chúng ta đang nghe nhạc. Đây là cái webinar hỏi đáp và training ADZ nâng cao về REC, HetraCoin, HPC Unit. Và tối ngày hôm nay vào lúc 8:30 giờ Việt Nam thì cái chương trình webinar này sẽ bắt đầu. Và ở đây nó có cái lời chào mừng này: chào mừng các bạn khắp thế giới của cryptocurrency, tôi là Johnny Thông, admin của Kèo Thơm ICO. Tối hôm nay lúc 20 giờ Việt Nam sẽ làm buổi live stream làm thế nào để hiểu đúng từ A đến Z về crypto như Bitcoin, Hedracoin, Rigocoin, Unit để đầu tư thành công. Anh chị em đang đây là thời gian chờ, bởi vì nó nói là event chưa bắt đầu, cho nên chúng ta có thể là mở nhạc để nghe hoặc tắt nhạc. Đó, ở trong này thì nó không có tiếng Việt Nam, chỉ có tiếng Anh, một số cái tiếng thôi, còn tiếng Việt Nam ở trong này là không có. Ok, vậy thì khi mà cái buổi webinar này này diễn ra thành công thì báo với anh chị em biết là
khi mà bắt đầu diễn ra thì anh chị em click vào email đó và anh chị em sẽ vào được cái gì? À, vào được cái đường link này. Đó. Tôi nói với bác anh chị nha là tôi nay vui lòng check email. Email là cái này này. Và báo vào tham gia hội thảo trên web này hoặc đường link dưới này. Trước lúc chương trình diễn ra 15 phút đến 30 phút vui lòng check email để vào hội thảo trên web hay là vào webinar live stream ở trên web nha. Còn đây là cái đường link vào trực tiếp rồi. Tôi hy vọng là gặp các anh chị vào 8:30 tối ngày hôm nay. Có cái thông tin nào quan trọng, nhớ là nếu anh chị mở laptop ra thì là anh chị không cần phải download bất kỳ phần mềm nào, anh chị có thể vào thẳng. Còn mà nếu anh chị em mà dùng điện thoại, có thể là iPhone, có thể là gì, có thể là Android, thì có thể để mà nghe tốt chương trình này, thay vì nghe trên web thì anh chị có thể nghe trực tiếp trên app của nó. Có khi là nó bắt anh chị nên tải một cái app trên App Store. Cái app này có tên là GetResponse. Ok. Tôi vừa hướng dẫn các anh chị và có thể xem nào. À, hội thảo qua GetResponse. Đây, GetResponse webinar. Đấy. Anh chị em thấy không? Bây giờ tôi sẽ nếu đây trên App Store này. Đây, GetResponse webinar. Nếu anh chị dùng iPhone thì có thể download thêm cái phần mềm GetResponse webinar này về. À, thì nó nghe rất là rõ các anh chị nha. Chúng ta có thể lên App Store để search là GetResponse webinar. À, ok. Đây. Còn nếu chúng ta dùng điện thoại mà Samsung hoặc các điện thoại nào đó mà dùng đến là Android thì chúng ta có thể lên là GetResponse webinar ở trên nền tảng Android. Ok. Đây. GetResponse webinar. Đấy. Thì nếu chúng ta muốn nghe bằng điện thoại thì nên dùng hai cái ứng dụng này để nghe cho rõ và tốt hơn. Còn nếu các anh chị nghe bằng laptop thì không cần thiết phải download cái gì cả. Bởi vì sao ạ? Bởi vì hệ thống của GetResponse nó nằm trên web và như vậy nó hỗ trợ các anh chị đăng nhập lên web để theo dõi rồi. Cho nên mọi cái thông tin nào đó và không đăng nhập được trong buổi tối ngày hôm nay khi mà lên điện thoại hoặc là trên web thì hãy liên lạc với Facebook của tôi. Hãy liên lạc với Facebook của tôi là Johnny Thông. Đây là Facebook của tôi, Johnny Thông. Anh chị có thể chat với tôi hoặc là các anh chị có thể gì lên trên group Liên Minh Tiên Phong Team và hỏi đáp. Và anh chị kết nối Telegram, cái số của tôi là 0937787236 để tôi hỗ trợ, để hỗ trợ kỹ thuật. Đây là cái số của tôi. Tối hôm nay anh chị vào không được hoặc bất kỳ rủi ro nào thì hãy liên lạc với số của tôi thông qua Telegram. Tôi sẽ hỗ trợ các anh chị vào. Và thì vừa rồi tôi đã hướng dẫn các anh chị cách để tham gia vào một cái buổi webinar trên web, trên GetResponse. Tối hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm thú vị về buổi hội thảo trực tuyến này nha. Tôi cá là anh chị sẽ trải nghiệm rất tuyệt vời, âm thanh rõ nét hình ảnh. Chúng ta có thể coi YouTube, chúng ta có thể slide mọi thứ thông tin ở trên này rất là hay. Được không? Vậy thì tôi muốn dừng lại cái buổi video hướng dẫn cách đăng nhập gì GetResponse. Và hiện nay tôi xem thử là bao nhiêu người đã đăng ký tham dự
cái buổi webinar tối ngày hôm nay nào là 20 người, 23 người, à, đã 23 người trong số này rồi. Và hy vọng là các anh chị đăng ký thật nhanh để không bỏ lỡ cái cơ hội này nhé. Một lần nữa tôi là Johnny Thông. Hãy đăng ký, like, share cái video clip này nếu anh chị thấy hấp dẫn. Và nếu anh chị xem YouTube thì hãy đăng ký kênh của tôi để cập nhật thông tin sớm nhất và mới nhất. Một lần nữa tôi là Johnny Thông. Xin chào và hẹn gặp lại.